Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria Kia Minh. Và có rất nhiều bạn đã thắc mắc là không biết bao giờ cái bom keo Thanh Long sẽ được bán server Việt Nam và nó có free hay không. Đấy, tại vì lần trước ấy, một số anh em mà chơi Free Fire Max ấy có phát hiện ra là bên Nga nào để sẵn cái bom keo Thanh Long này ở trong cái phần mà cho chúng ta show bom keo. Đấy, nhưng mà đến khi mà chúng ta đổi một cái bom keo nào đấy vào thì nó sẽ biến mất. Lúc này mình đang có mặt ở bên server Pakistan thì bên này họ đang có mấy sự kiện nạp thẻ linh tinh anh em ạ. Nói chung là nạp thẻ theo mốc nó không quan trọng lắm, nó không xịn xò lắm đâu. Đấy, nhưng mà đây thì họ ra mắt đó là cái bom keo Stormbringer, bom keo Thanh Long. Bom keo này nó sẽ nằm ở trong cái sự kiện lật thẻ. Nói chung là sự kiện lật thẻ nó nói thật với anh em là độ thơm nó không cao. Đấy, có tầm 9 kim cương một lần lật thôi, nhưng mà lật 29 kim cương là lật đầu tiên. Nhưng mà lật thì nó cũng sẽ rất là khó ra. Đấy, nhưng mà có đây là server Pakistan thì khả năng cao server Pakistan này sẽ giống server Việt Nam, và Việt Nam của chúng ta thì sẽ ra cái quả bom keo này nằm trong cái sự kiện lật thẻ này. Tại vì là bên Việt Nam và bên Pakistan là cái hệ thống nhiệm vụ, hệ thống sự kiện là gần như giống nhau 99%. Đấy, tuy nhiên thì có ở một server khác thì họ lại cho nạp thẻ để nhận cái bom keo Thanh Long này. Đấy, đây này, bỏ bom keo Thanh Long gọi là gần như là free. Đấy, ở bên server Indo, tức là bên server Indo thì họ lại chỉ bắt là nạp 140 kim cương để mà có thể nhận được cái bom keo Thanh Long này thôi. Đấy, thì cái vấn đề này nó cũng là vấn đề không biết là bên Việt Nam như nào. Đấy, bên này thì họ sẽ nhận bên này thì họ sẽ nạp 140 kim cương, thì khi mà nạp 140 kim cương thì sẽ nhận hai thứ đấy, là một là bom keo Thanh Long. Đấy, quả bom keo trùng rất ngầu luôn, tí vào trong game test luôn anh em. Và thứ hai là chúng ta sẽ nhận được đó là cái xe Jeep Thanh Long. Ở Việt Nam thì cái xe Jeep Thanh Long của chúng ta sẽ nhận free, ngày hôm nay chúng ta đã nhận free được cái xe rồi. Đấy, nhưng mà cái bom keo Thanh Long này chúng ta sẽ gọi là ở bên này cũng gần như free luôn. Đấy, nạp 140 kim cương vào mà vừa được tiêu 140 kim cương, vừa được quả bom keo xịn sò, thì không biết là bên server Việt Nam chúng ta sẽ theo hướng nào. Mình nghĩ là khoảng ngay ngày mai ngày kia thì bom keo Thanh Long nó cũng sẽ ra mắt server Việt Nam thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng test. Nhưng mà mình đang đoán là khả năng Việt Nam sẽ bán cái bom keo Thanh Long đó trong sự kiện lật thẻ, giống như là, tại vì thường là bom keo rất hay nằm trong sự kiện lật thẻ anh em ạ. Đấy, và server Việt Nam ấy thì với server Pakistan là như kiểu server anh em cùng cha khác bố ấy, nên là khả năng rất cao là chúng ta sẽ có sự kiện lật thẻ thôi, chứ còn không có chuyện là nạp để mà nhận ở đâu. Vì chúng ta vừa có một sự nạp nhận đó là cái bom keo dance, bom keo disco rồi. Thế nên là cái bom keo Thanh Long thì mình nghĩ chắc chắn server Việt Nam sẽ không phải nạp tích lũy, mà sẽ là mất tiền nhá, sẽ là một sự kiện mất tiền mua, bắt đầu nó khoảng 600-700 kim cương, mình nghĩ là như vậy. Và ui, ném quả lựu đề hợp lý này. Và ném quả lựu đề hợp lý này. Và này thì ôi dồi ôi, lựu ấy nảy vào trong cái lồng của team mình ạ. Rồi, anh em thấy tôi bỏ bom keo xịn chưa? Làm sao thằng này đấu cậu súng với cậu á? Tuổi gì luôn? Tôi ôi, và nó bắn tôi phát vào đầu luôn anh em ạ. Cậu lại có Clolo nha, thắng bại tại Clolo. Làm sao? Ui nhảy nhót này, bộ cậu không bắn nữa, cậu đợi mình nhảy với chúng tôi, nhảy này, nhảy nữa đi. Mày nhảy nữa tao xem nào. Quá, anh em thấy quả bom keo Thanh Long này không? Vâng, quả bom keo Thanh Long quá đẹp luôn. Quả bóng keo này nó phải gọi là quá ngầu. Đấy, ngầu như một trái bầu vậy. Đấy, này thì ăn cậu này, nằm ngay. Đấy, anh em thấy quả bóng keo Thanh Long tôi chất không? Đấy, chất lừ cá ngừ luôn, chất gọi là chất như nước cất ạ. Và chất quá chất. Ôi, đây vẫn còn một thằng nữa này. Vâng, vẫn còn một thằng nữa. Té thôi, nấp vào đây thôi. Và đồng đội tao sẽ giải quyết mày. Vâng, Evus Bazi. Đấy, đồng đội tao sẽ giải quyết mày ngay. Mình bắn thế được rồi anh em, mình câu bao nhiêu sát thương rồi còn gì nữa. Mấy ông đồng đội không bắn nữa thì thôi đấy, không bắn nữa thì gọi là chia tay. Đấy, nào làm quả bom keo này anh em. Đấy, Desert Inger. Đấy, mình là súng xiển không cần. Đấy, sống là chỉ cần bom keo. Đấy, sống là chỉ cần bom keo anh em. Ok con dê. Đấy, một pha chuẩn bị đẩy lên đến vị trí Uriah kia mình, streamer gà nhất Việt Nam. Đấy, mà sang server Indo thì nhiều thằng này còn gà hơn tôi. Đấy, tôi phát hiện là đi sang server Indo thì nhiều thằng nó lại còn gà hơn tôi anh em ạ. Và khổ thật sự, khổ thật sự. đẩy lên nào. Đấy, có thằng nào lên đây quẩy nóng cậu xem nào. Ủa đây rồi. Đấy, anh em thấy quả bóng keo Thanh Long tôi chất không? Đấy, bóng keo Thanh Long đổ gọi là Thanh Long đỏ ruột. Đấy, xanh vỏ đỏ lòng. À, và đẩy lên đây là chết rồi. Bạn đẩy lên thế là bạn dở rồi. Bạn đẩy lên thế là bạn dở rồi. Đấy, bóng keo Thanh Long này, bóng keo quốc dân luôn. Đấy, bên này bóng keo Thanh Long, bóng keo quốc dân luôn anh em ạ. Tại vì ở bên này gần như tôi thấy ai cũng có. Đấy, xịn đâu. Đấy, anh em thấy xịn đâu anh em? Nhưng mà tôi đang cảm giác đầy ơi. Vâng,
cứ tưởng là bạn đi đâu, làm sao, okay, làm sao, tuổi gì đòi ăn mì luôn. Đấy, làm sao, làm sao, làm sao, làm sao. Ôi, thằng này cũng cầm bông keo này. Vâng, sao tôi có cảm giác là tôi sẽ bị móc lốt đấy anh em nhỉ. Vâng, tôi có cảm giác đấy rồi. Ui dồi ôi, linh cảm của Rikaki. Đấy, tôi có cảm giác là tôi sẽ bị móc lốp anh em ạ, sợ thật sự. À, con này định móc lốp cậu à. Vâng, định móc lốp này, cậu móc mày luôn. Đấy, móc lốp này, Natasia với chúng tôi. Nó móc cờ mờ nó lốp luôn. Đấy, chết ngay, chết ngay. Đấy, đóng quả trục của bóng keo đi bắn nhau này anh em. Đóng vào trục của bóng keo đi thi đấu rồi anh em. Đấy, từ từ tôi mua súng ra và vẫn đang cầm cổ đè rất đinh gờ. Ôi chết, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Hóng hóng rồi, hóng rồi. Và sao tự nhiên mình lại cầm mỗi cái khẩu M887 này. Chết rồi. Quên mất là em phải mua súng rẻ, mua bóng keo chứ giờ bắn điều gì. Và thật tầm mày chỉ có đưa nhau đi nấp, đưa nhau đi trốn anh em ạ. Và tầm mày chỉ có đi trốn thôi. Chết rồi, toàn rồi. Và đang test của bóng keo để quên mất trách nhiệm mình phải test của bóng keo. Đấy, toang rồi, toang rồi. Vâng, giờ làm gì ta? Vâng, giờ tao mày chỉ có chui trong nhà đi nấp rồi làm gì nữa? Tao mày chui trong nhà đi nấp rồi, trời ơi, cái quần què gì đây? Đấy, tao mày có chui trong nhà đi nấp thôi, sao bắn được ai anh em? Toang rồi. Vâng, ui, xong rồi, ông Syria team mình gãy sớm thế, ông team mình gãy sớm thật sự ạ. Vâng, làm sao giờ anh em? Vâng, anh em chỉ cho tôi một đường hướng để thoát khỏi cái tình huống này ạ. Vâng, toang rồi, hóng rồi, hóng rồi. Vâng, thế méo nào, mình lại quên mất không mua bom keo ạ. Chết rồi, bây giờ hỏng rồi, bây giờ quả này đi giờ ngọ, chân lạnh toan toát rồi anh em ạ. Vâng, làm gì bây giờ? Vâng, ra đây cắn trộm mà phát được không nhỉ? Ui, nó xa quá, cắn trộm chưa? Vâng, không ổn rồi, không cắm trộm nó rồi anh em ạ. Vâng, lại phải té bên trong thôi. Vâng, không ổn rồi, vâng, có thằng nào chạy ngáo ngáo chạy qua đây, cậu xin cái đầu nào. Vâng, qua đây lại phải thể hiện khả năng oan cờ bờ nó sọt của mình rồi. Ôi, thôi xong rồi. Xong rồi, team mình gãy thêm ông nữa rồi. Ông e stick gì đấy, nó gãy rồi. Vâng, hỏng rồi, hỏng rồi. Vâng, trận đấu khá phiền. Vâng, sao bên đó thằng Natasia lại bị tự nhiên bị hạ ấy nhỉ? Vâng, thấy game dễ quá, quýt à? Vâng, thấy game dễ quá, chắc là quýt rồi. Vâng, thấy game, đấy ơi, ui. Vâng, chạy lon ton, one shot đấy. Ui dồi, đam đỏ, nó phải gọi là ối trời ơi luôn. Đấy, đam đỏ đầy người luôn. Mày chết, mày chết, mày chết ngay, và chết ngay và luôn. Vâng, chết luôn và ngay anh em ạ. Đấy, cậu bật chrono là cậu câu sát thương của mày. Đấy, bây giờ mình chạy lên trên để mình làm tí Desert Inger bắn chúng nó anh em. Đấy, làm tí, đấy, ui, sao đi cứ chết luôn rồi. Vâng, ui, thằng kia cứu đồng đội xong vòng bo đến ông tự chết ạ. Bó tay. Đấy, vòng bo đến ông lại tự chết ạ. Chịu thật đấy, ảo thật đấy anh em. Đấy, quả địch chết rất là ảo nhá, bó tay luôn, chả hiểu kiểu gì. Đấy, đây gọi là bất chiến tự nhiên thành, không làm mà vẫn có ăn anh em ạ. Và tự nhiên vào đấu trước fail A và nó này cậu đủ 3 bông keo nhá, cậu lên cậu quẩy cả team mày luôn. Đấy, cậu lên cậu quẩy cả thế giới luôn. Lên, quẩy lên anh em và đẩy lên thôi, tầm này ngại gì va chạm nữa. Tầm này ngại gì va chạm đấy. Và một pha đẩy đến rất nhanh đến vị trí Uriah kia mình. Đấy, chạy gọi là như thằng trộm chó luôn. Đấy, trời, mình không mang theo kỹ năng Kelly, nhìn chạy trông lù đù thật sự. Mà skin súng bên này còn giảm tốc độ di chuyển đó. Đó mà mình hơi lù đù anh em ạ. Vâng, trông đi đụt thật sự. Vâng, trông khá là đi đụt đấy. Ok, ui, ném liệu kìa. Chả hiểu ném liệu kiểu gì ạ. Vâng, nó ném tạo ra cái vùng băng anh em ạ. Vâng, nhưng mà team mình đã đến đâu? Làm đi, mình đã đến đâu mà tạo ra vùng băng làm gì? Và mày chết. Mày gặp tao là mày hơi dở rồi. Vâng, tôi em ném liệu băng, riêng liệu băng ở nhà tôi không bao giờ thiếu luôn. Vâng, riêng liệu băng các kiểu ở nhà không bao giờ thiếu luôn. Và một pha đẩy lên đến vị trí Uriaki. Và streamer bắn khá ngu đấy. Đây rồi. Và mày chạy, mày tưởng mày chạy thế mày được à? Và ui xồi ôi, làm sao AWM với chúng tôi à? Bây giờ thằng ấy nữa, chết ngay. Và đạn ra là vào đầu. Đấy, ui rồi. Địch còn một cháu nữa ở đây, còn một cháu nữa ở đâu nhỉ? Vâng, còn một cháu nữa thấy bắn VSS ạ. Vâng, không hiểu sao lại có mạng ạ, có VSS ở trong này. Vâng, còn Evo 3G, ông Evo 3G làm luôn một nháy ạ. Ổn rồi,
Đấy, anh em thấy không? Có ra làm quả bom keo mới phát tín ngay. À ok, có một số anh em hỏi vấn đề đó là cái việc mà anh em không nhận được cái hình nền. Đấy, anh em nhận bị thiếu hình nền Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ ở trong cái sự kiện Tứ Linh. Thì cái này tôi có kiểm tra ở bên Ghana, nói là có một số trường hợp là khi mà nhận cái quà từ cái sự kiện Tứ Linh Vệ Hồn ấy, nó sẽ bị lag, nên là cái này sẽ phải chờ bên Ghana họ sửa lỗi. Và sau khi họ sửa lỗi, họ sẽ gửi bù cái này vào trong tài khoản của các bạn. Đấy, nếu các bạn vẫn đang chưa biết thì cái sự kiện Tứ Linh Vệ Hồn thế này, chúng ta có mấy cái hình nền. Đấy, thì cái này là mình đang mấy server Indo thì quà nó sẽ hơi khác server Việt Nam tí, về cơ bản này anh sẽ có mấy cái hình nền này hết. Thì để mà mấy cái hình nền này ấy, thì rất là đơn giản thôi, thì chúng ta đi bằng cái huy hiệu Tứ Linh. Đấy, nhưng mà có một số bạn thì bảo là sau khi mà nhận thì có bạn thì không nhận được hình nền Chu Tước, có bạn thì không nhận được hình nền Thanh Long, có bạn thì không nhận được hình nền Bạch Hổ, có bạn thì nói chung là có mỗi bạn gặp một vấn đề. Thì cái này tôi đã kiểm tra, tôi đã check với ở bên gà rán, thì bên gà rán họ bảo là cái này ấy, thì có thể có trường hợp là nó sẽ bị lỗi và nó sẽ không gửi về tài khoản người chơi, thì người chơi chờ trong vòng một vài ngày để bên Nga nào đang khắc phục cái vấn đề này. Còn nếu như anh em mà vẫn đang chưa khắc phục vấn đề này và vẫn chưa nhận được cái hình nền này, thì anh em có thể liên hệ với bên Gaina đấy, qua cái hòm thư là hỗ trợ, qua cái trang web đó hỗ trợ.gaina.vn đấy, thì để bên Gaina có thể gửi bù cho anh em, hoặc anh em chờ khi Gaina sửa lỗi nó sẽ tự vào trong tài khoản của anh em nhá. Đấy, thì cái này mình có này đơn giản thôi đó, và đó thông tin mình mang đến cho anh em trong video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, bạn đừng quên để lại mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.